Ngày 27 tháng 10 năm 2022, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel Tây Ninh tổ chức lễ trao thưởng chương trình Lắp đặt ngay, nhận quà hay. Tham dự buổi lễ có Trung tá Phạm Thanh Sơn, Giám đốc Viettel Tây Ninh, lãnh đạo phòng ban của các sở ngành trong tỉnh cùng các khách hàng may mắn trúng thưởng. Dịp này, Viettel Tây Ninh đã trao một giải nhất với một TV Samsung 55 inch trị giá hơn 12 triệu đồng, một giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích cho 17 khách hàng may mắn đoạt giải. Tổng giá trị của 17 giải thưởng gần 29 triệu 500 ngàn đồng. Chương trình lắp đặt ngay nhận quà hay được Viettel Tây Ninh lần đầu tiên tổ chức từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. Chương trình này đã thu hút được gần 21.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh tham dự. Thông qua chương trình nhằm nâng cao sự hấp dẫn của các chương trình khuyến mãi của Viettel và nâng cao chất lượng dịch vụ Internet và truyền hình mà Viettel đang cung cấp cho khách hàng. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Viettel Tây Ninh, Trung tá Phạm Thanh Sơn mong muốn qua chương trình này sẽ tạo thói quen cho khách hàng thường xuyên tìm hiểu và đăng ký các gói cước khuyến mãi phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng, giúp cho khách hàng tiết kiệm chi phí và tiêu dùng thông minh.